Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2021 và có tên quốc tế là Lubis. Hồi 10 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị trí 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 6, sau đó tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,5 đến 5 m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 8 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tiếp theo, bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 15 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Từ ngày 8 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sáng đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Sáng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Đông Bắc chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.